Nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú nào mình đang ở tiểu bang California và mình từ 65 tuổi trở lên thì em nghĩ rằng đây là một cái video rất là hữu ích và mang lại những cái thông tin rất là vui dành cho những anh chị, những cô chú ở tiểu bang California và trên 65 tuổi. Tại vì ở tiểu bang California, nó lấy cái mốc 65 tuổi là một cái cột mốc, người dưới 65 tuổi và trên 65 tuổi. Nếu như mà mình dưới 65 tuổi thì để mà được phép apply cho cái chương trình Medi-Cal, tức là cái chương trình bảo hiểm sức khỏe dành cho những cái người mà thu nhập thấp ở tiểu bang California đó, thì nếu mà mình dưới 65 tuổi, Medi-Cal ở tiểu bang California chỉ xét thu nhập của mình thôi và không có xét về tài sản. Các bạn, các anh chị, các cô chú, miễn sao mình có thu nhập thấp, tức là cái income của mình nếu như mà một người single là một tháng dưới 1.563 đồng, một cặp vợ chồng kết hôn mà khai thuế chung với nhau á thì income dưới 2.100 mấy chục đồng đó, thì mình sẽ đủ điều kiện để mà mình được apply Medi-Cal. Mặc dù là mình có 20 căn nhà cho mướn, mình ở trong một cái căn nhà 10 triệu đô và mình có một cái xe Lamborghini chẳng hạn như vậy, nhưng mà miễn sao cái income của mình là 1.563 đồng cho một người single và cỡ dưới 2.100 đồng cho một cặp vợ chồng, thì khi mà mình dưới 65 tuổi, mình vẫn đủ điều kiện để mà mình xin cái Medi-Cal. Thành ra em nhắc lại một lần cuối cùng nha, Medi-Cal dành cho những người mà dưới 65 tuổi thì chỉ xét thu nhập, tức là chỉ xét cái income của mình thôi và không có xét bất kỳ tài sản gì hết. Các bạn có tiền để trong nhà bank 10 triệu, 20 triệu người ta cũng không xét. Em nhắc đi nhắc lại như vậy rất là nhiều lần, vì những cái video An làm đến cái video này về cái Medi-Cal không phải là cái đầu tiên nữa, nhưng mà ở trong từng cái video An đều nhắc về vấn đề này, nhưng mà sẽ có ít nhất 1-2 người sẽ comment ở dưới hỏi An là ủa vậy tiền để trong nhà bank thì sao, em có tiền để trong nhà bank có được Medi-Cal hay không, vân vân. Thành ra An nhấn mạnh rất là nhiều lần, dưới 65 tuổi Medi-Cal chỉ xét thu nhập thôi và không xét tài sản, và điều này nó cũng áp dụng cho cái chương trình Medicaid ở rất là nhiều những cái tiểu bang khác, là để mà đủ điều kiện nhận cái bảo hiểm sức khỏe cho những cái người thu nhập thấp. Nếu như mà mình dưới 65 tuổi thì chỉ xét thu nhập mà thôi và không xét tài sản. Và từ 65 tuổi trở lên thì cái con số mà về vấn đề thu nhập nó vẫn giữ như vậy là 1.563 đồng cho một người single và 2.100 đồng dưới, gỡ khoảng dưới 2.100 đồng mấy chục sen đó cho một cặp vợ chồng kết hôn khai thuế chung. Nhưng mà nếu mà mình trên 65 tuổi, nó còn sẽ xét thêm về tài sản nữa. Và ở thời điểm hiện nay đó thì các bạn nghe rất là nhiều là một người single chỉ được phép có 2.000 trong tài khoản và một cặp vợ chồng thì chỉ được phép là có 3.000 trong tài khoản mà thôi, nếu như mà mình trên 65 tuổi nha. Nhưng mà cái điều này nó sẽ được thay đổi bắt đầu từ tháng sau, tức là tháng 7 ngày 1 Tây. Cái con số mà về tài sản nó sẽ được tăng lên rất là nhiều lần. Và cái con số này nó không tính cái căn nhà mà các bạn ở hoặc là cái xe mà các bạn đang chạy. Ví dụ như một cặp vợ chồng kết hôn khai thuế chung với nhau thì mình được phép có một cái căn nhà để mình ở, mỗi một người được phép có một cái chiếc xe để mà mình chạy, và cái giá trị của cái căn nhà mình ở và cái giá trị của cái xe mà mình chạy thì nó sẽ không có được tính vô làm tổng tài sản của mình. Ví dụ như là mình có thể ở căn nhà 5 triệu đô, mình chạy một chiếc xe Tesla thì cái phần này nó sẽ không tính vô tài sản. Đó, thì bây giờ ở thời điểm mà An đang chia sẻ với các bạn, các anh chị, các cô chú á, thì là nó là 2.000 đồng cho một người single, 3.000 đồng cho một cặp vợ chồng kết hôn khai thuế chung với nhau. Thì bắt đầu qua tháng 7 ngày 1 Tây thì cái con số này nó sẽ tăng lên, một người single sẽ có quyền có được 130.000 tài sản ngoại trừ căn nhà ở, ngoại trừ cái xe để chạy để mà đủ điều kiện nhận cái Medi-Cal. Và một cặp vợ chồng kết hôn khai thuế chung với nhau thì sẽ được cộng thêm 65.000 vô cái con số 130.000 đó, tức là một cặp vợ chồng
kết hôn khai thuế chung với nhau, ngoại trừ cái căn nhà ở, ngoại trừ cái xe mình đang chạy, thì có quyền có thêm tổng tài sản lên tới là 195.000. Và nhớ giùm em, đây là tài sản thôi, và thu nhập của mình thì vẫn phải đạt đủ điều kiện của Medi-Cal, tức là single là dưới 1.563 đồng. Một cặp vợ chồng kết hôn khai thuế chung với nhau, thu nhập là phải dưới 2.100 mấy đó. Và về phần tài sản thì một người single được thêm 130.000 ngoài cái xe mình đang chạy, ngoài căn nhà mình ở. Một cặp vợ chồng thì cộng thêm được 65.000 nữa, tức là thành 195.000. Và nếu như mà trên cái hồ sơ khai thuế của mình có thêm những cái người phụ thuộc thì cứ mỗi một người phụ thuộc mình sẽ được cộng thêm vô phần tài sản là 65.000, và tối đa là mình có quyền có 10 người phụ thuộc trên cái hồ sơ thuế của mình. Ví dụ An nói ở đây có nhiều cô chú á, mình kết hôn trễ, thành ra mình có con trễ, thành ra bây giờ khi mà mình 65 tuổi rồi, con của mình nó vẫn under của mình nó vẫn dưới 18 tuổi đó, thì nếu như mà trên hồ sơ thuế của mình có 3 người, hai vợ chồng thêm một đứa con nữa, thì mình có quyền có tài sản là 195.000 cộng thêm 65.000 vô nữa đó. Và nhớ giùm An, đây là dành cho những người trên 65 tuổi thì mới xét tài sản thôi nha. Dưới 65 tuổi thì không có xét tài sản, chỉ xét thu nhập thôi. Nhiều bạn coi tới đây sẽ hỏi là ủa An, tại sao mà cái này An lặp đi lặp lại nhiều lần quá vậy? Dạ, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy rồi đó, nhưng mà có rất là nhiều anh chị, nhiều cô chú coi video của An vẫn không hiểu, vẫn hỏi An ở dưới, hoặc là khi mà nói chuyện với An á thì vẫn không hiểu rõ về vấn đề này. Thành ra là An nhắc đi nhắc lại nhiều lần để cho mọi người nhớ về cái vấn đề này, đó chính là dưới 65 tuổi Medi-Cal hoặc là Medicaid không có xét thu không có xét tài sản mà chỉ xét thu nhập của mình thôi. Nếu như mà income của mình đủ điều kiện hoặc là mình không có income thì tự động mình được nhận bảo hiểm từ cái chương trình Medi-Cal, hoặc là ở một vài tiểu bang khác thì nó tên là Medicaid, nhưng mà Medi-Cal ở Cali thì nó dễ xin hơn. An biết là qua, ví dụ như là An mới đi Colorado về, thì Medi-Cal ở bên tiểu bang Colorado, Medicaid ở bên tiểu bang Colorado là nó bắt buộc là mình phải là cư dân của tiểu bang Colorado 5 năm thì mình mới được phép apply cho cái chương trình Medicaid ở tiểu bang này. Nhưng mà ở Cali thì nó rất là dễ, mình mới vừa qua Mỹ là mình đã có thể apply cho cái chương trình Medi-Cal này rồi. Và nhớ giùm An một lần nữa nha, dưới 65 tuổi Medi-Cal, Medicaid chỉ xét thu nhập thôi và không có xét tài sản của mình. Chỉ những ai mà trên 65 tuổi thì Medi-Cal nó sẽ vừa xét thu nhập và nó vừa xét tài sản. Và tài sản ở đây là không tính căn nhà ở, không tính cái xe mà mình đang chạy, và mình có quyền có thêm 130.000 từ tiền, thứ nhất là tiền mình để trong nhà bang nè, tiền 401k, tiền IRA của mình, hay là cái thứ hai nữa là nếu như mà mình có thêm một người vợ, một người chồng trên hồ sơ thuế, mình sẽ được cộng thêm 65.000. Mình có thêm một người phụ thuộc trên hồ sơ thuế của mình, khi mà mình từ 65 tuổi trở lên, mình cũng được cộng vô 65.000. Khi mà cái luật của Medi-Cal nó thay đổi như vậy, dẫn tới là sẽ có rất là nhiều anh chị, nhiều cô chú ở tiểu bang California, mình sẽ đủ điều kiện để mà tham gia vô cái chương trình Medi-Cal này. Tại vì cái chương trình Medi-Cal này nó mang lại cho mình rất là nhiều những cái quyền lợi, ngoài cái bảo hiểm sức khỏe Medicare. Medicare thì là những ai đi làm đóng thuế trên 10 năm ở Mỹ, khi mà mình 65 tuổi là mình được vô Medicare rồi. Nhưng mà Medicare nó không cover răng, không cover mắt đó, thì có rất là nhiều anh chị mặc dù cái tiền lương của mình không có cao, nhưng mà tại vì mình vướng những cái tiền ở trong nhà bang, hay là mình vướng những cái tiền 401k, IRA, pension từ thời mà mình đi làm, thành ra khi mà mình 65 tuổi mình không có đủ điều kiện để được cái Medi-Cal, mà mình chỉ nhận được Medicare thôi. Thành ra hàng tháng mình phải trả 170 đồng, rồi mình phải trả rất là nhiều những cái chi phí. Thì bây giờ đây là một cái cơ hội rất là tốt cho những anh chị, những cô chú nào
Mà hồi trước mình không đủ điều kiện để mà mình apply cho Medi-Cal, tại vì mình cần một chút xíu những cái tiền trong 401k IRA mà mình không rút ra được. Thì bây giờ qua tháng 7 ngày 1 tây này, các bạn, các anh chị, các cô chú mình có thể re-apply lại. Đối với E nha, khi mà cái luật này thay đổi, sẽ có rất là nhiều cô chú trên 65 tuổi hồi trước chỉ được Medicare, bây giờ có thể đủ điều kiện để mà xin cái Medi-Cal. Và Medi-Cal đặc biệt nữa là em rất là thích làm, nó có cái chương trình thứ nhất là nó sẽ cover răng, cover mắt cho quý vị cao niên, rồi nó sẽ có những cái dịch vụ là đưa rước, ví dụ những ngày trời nắng, những ngày trời mưa mình không có tự lái xe được thì nó sẽ có những cái chương trình đưa rước cho mình. Hoặc là Medicare nó chỉ cover cho mình 80% thôi, thì khi mà mình vô Medi-Cal đó thì nó sẽ cover cho mình 20% còn lại, mình không có bị móc tiền túi trả ra. Rồi Medi-Cal nó sẽ cover thêm những cái dịch vụ chăm sóc dài hạn, ví dụ như là mình chưa đủ điều kiện để mà mình vô nursing home nhưng mà mình bị bệnh ở nhà đó, mình không tự chăm sóc cho bản thân của mình được nữa, thì nó sẽ có cái dịch vụ nó gọi là in-home support, tức là chăm sóc người bệnh ở nhà để mà lại chăm sóc cho mình. Ngoài ra nữa đó, nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú nào mà mình đi làm, cái income của mình nó thuộc dạng cao, ở những tiểu bang khác đi, ở những tiểu bang khác thì cái chương trình Medicaid nó sẽ khó để mà xin hơn. Nhưng mà nếu như mà mình sợ những ngày trời nắng, những ngày trời mưa, mình không có tự chăm sóc cho bản thân của mình nữa đó. Đối với bản thân của An nha, những anh chị, những cô chú mà từ 50 tuổi trở lên thì con cái lúc đó là nó cũng đi học, nó ra trường hết rồi, hoặc là nó đã đi học đại học rồi, mình không cần phải quá lo lắng cho nó nữa. Ở thời điểm đó mình đừng suy nghĩ tới là những cái việc đầu tư hay là mua những cái bảo hiểm nhân thọ để mà mình có chuyện gì con mình được hưởng. Thay vào đó mình nên mua những cái chương trình bảo hiểm gọi là dịch vụ chăm sóc dài hạn long term care, để mà mình được những cái ngày mà mình không tự chăm sóc mình được nữa thì hãng bảo hiểm nó sẽ giúp mình một cái phần tiền để mà mướn người về chăm sóc cho mình. Tại vì những, giống như em chia sẻ, những cái dịch vụ mà in home support, những cái dịch vụ này kia đó, nó cũng chỉ giúp cho các bạn mỗi ngày mấy tiếng thôi, nhưng mà nếu mà và nó chỉ chăm sóc về mặt sức khỏe. Còn ví dụ như là các bạn cần những cái người chăm sóc cho bản thân của mình, em nói là dọn dẹp nhà cửa, phụ mình để mình không đi đứng, mình không tắm rửa, mình không nấu ăn được, mình không tự chăm sóc cho bản thân, thì cái Medi-Cal, Medicaid nó chỉ cũng chỉ giúp mình một phần thôi, phần còn lại là mình phải tự bỏ tiền ra, mình mướn người về chăm sóc cho bản thân của mình. Thì lúc đó tiền ở đâu ra mình có? Một là mình có tiền để dành checking, saving, mình lôi từ từ ra mình xài, và cái tiền đó nó cũng có giới hạn. Hai nữa là mình sống dựa trên con cái của mình, lúc đó nó cho tiền mình để mình mướn người đó. Còn cái thứ ba nữa là những cái ngày mà mình còn đi làm được nữa, đặc biệt là tuổi của mình bắt đầu bước qua 50 tuổi là nên nghĩ tới cái chương trình long term care rồi, tại vì nó tính theo tuổi, tuổi càng nhỏ thì mua nó càng rẻ và cái số tiền nó sẽ càng được nhiều đó. Nhưng mà không phải là như vậy, mà khi mà các bạn lớn rồi, các quý vị cao niên á, có những cái độ tuổi mà khách gặp An thì An nói là không nên mua nữa, tại vì nó quá trễ để mua rồi. Đối với An á, từ 50 tuổi trở lên cho tới dưới 60 tuổi là perfect để mà mua những cái chương trình long term care, để mà mình có một cái số tiền để mà mướn người về chăm sóc cho mình. Cái số tiền là bao nhiêu tùy thuộc vô là khả năng đóng của mình là bao nhiêu, và khả năng mình còn bao nhiêu cái thời gian để mà mình làm việc mình muốn đóng nữa. Nên là cần tìm những cái chương trình mà để sau này có những cái dịch vụ chăm sóc dài hạn long term care, cứ gọi cho An, số phone là 408-661-7689, 408-661-7689 nha. Và nhớ giùm An, những cái quý vị cao niên nào mà từ 65 tuổi trở lên mà hồi trước mình không đủ điều kiện để mà apply Medi-Cal, thì bây giờ qua tháng 7 sẽ là một cái cơ hội rất là tốt khi mà luật thay đổi để mà mình có thể apply Medi-Cal, tại vì mình sẽ có được nhiều những cái quyền lợi hơn. Nếu mà mình không có apply, mình sẽ mất đi những cái quyền lợi Medi-Cal rất là uổng. Thành ra nếu mà coi tới đây thấy thích video của An, cho An một nút like, share, subscribe kênh channel của An nha, vì nó là miễn phí và không phải trả tiền. Và share với lại những người bạn bè, những người cô, người chú, người ông, người bà của mình mà từ 65 tuổi trở lên, để mà hy vọng cái video này có thể giúp ích
cho những cô chú mà từ 65 tuổi trở lên mình đủ điều kiện và mình biết tới sự thay đổi này để mà mình có thể apply cho những cái chương trình để mà mình có được những cái quyền lợi nha. Bye bye bye.